Cục Trồng trọt cho biết ước sản lượng các loại trái cây chính như là xoài, chuối, thanh long, khóm, cam, quýt, bưởi, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, măng cầu, mít, bơ, toàn vùng Nam Bộ cả năm 2022 là 5.337.000 tấn. Ở trong đó thì ước sản lượng 6 tháng đầu năm là khoảng 2.790.000 tấn, chiếm hơn 52%. Cục Trồng trọt nhận định nhiều khó khăn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến việc sản xuất tiêu thụ trái cây của vùng Nam Bộ từ nay đến cuối năm 2022 này. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa qua cửa khẩu. Nguy cơ khó khăn cho xuất khẩu một số mặt hàng trái cây như thanh long, xoài, chuối, mít. Bên cạnh đó, giá vật tư đầu vào tăng cao, đặc biệt phân bón ảnh hưởng đến việc đầu tư sản xuất, tăng giá thành sản phẩm, giảm lợi nhuận của nông dân. Chi phí vận chuyển đường bộ và đường biển tăng mạnh, làm tăng giá thành xuất khẩu, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp xuất khẩu, đồng thời cũng là nguyên nhân làm giảm lợi nhuận của bà con nhà vườn.